chậu nữa và ba cây đào thất thốn Trung Quốc này. Cái chậu Đồng Nai đẹp quá. Đấy, trồng ba con đào lên, ba con đào nụ vàng rất đẹp. Nhìn xuống, nhìn cái đào, giống đào là thất thốn này, thất thốn Trung Quốc nha các bác nhé. Thân nó rất là lùn mà cái dăm của nó mập kinh khủng, mà hoa nó chi chít, hoa to chi chít luôn. Đấy, toàn đào nhập Trung Quốc các bác. Đấy, gốc của nó rất là ok. Vâng, trồng đẹp nhỉ. Nhìn cái dầm của nó đào to thế, thất thốn này, thất đào, thốn này, đào thốn á, thất thốn Trung Quốc này, không thơm, đẹp, nhìn nó cứ khỏe, lùn, dầm hòa của nó quá nhiều, chi chít, tam đấy. Quất vào cái chậu đẹp quá. Đây xem. Đấy, nhìn cái dăm đào mình nhìn khác ngay. Bé tí, thưa. Bé thưa, không mau thì... Mà mau thì cũng xấu vì nó nhỏ, vì nó mập. Đấy, giấy. Giấy. Giấy kì. Rúi rúi. Rúi. Tiền đó. Con tiền. Tôi để hành. Tôi để hành. Đôi để nhìn như vậy đó. Bệt. Giờ đi vào bên kia này, đổ quyền đó, độc quyền 1 triệu cả chậu. Ủa, kinh nhỉ, có cái bới rành rành kinh không? Mình ghép vào hay là nó một cây đấy? Ghê đấy nhỉ. Bụi rành rành chắc chưa có cái bụi nào to hơn. À, bụi này là đang bao tiền này? 10 triệu. Hợp lý không? Hợp lý. Ui, kia cây đào mini à? Đào ta đấy. Nam Điền đấy không? Nam Điền này. Nam Điền, mà con này bao tiền anh? Nam Điền bán đá. Nam Điền nhỉ? À, tay này mạnh thêm một tí nữa thì khối tiền. Chúng là đẹp. Đẹp. Ui, ổi tàu này. Ổi tàu này. Ổi sim, ổi tàu này. Nhìn như bị ghẻ.
Du. Đấy, Du. Du Gia Lộc đổ chót. Cái cây kia gọi là cây gì anh? Đấy, nó nhìn như cây giả. Cây tùng bồng lai. Tùng bồng lai. Nhìn thấy nhiều cũng không biết tên. Ruối này, ruối này hay. Đó. Nhìn bạc trắng thân. Thân bạc trắng. Rằm. Ruối hay. Cái búi ổi cái bao nhiêu tiền anh? Ổi. Đây hay đấy nhỉ. Hiếm có đấy. Tí ra. Còn ngồi đây lâu mà. Quay về mình tham khảo. Mình ra mình quất, quyết. Không là này. Cuối tuần ra để quyết. Thế còn đào mà một cây như thế kia thì bao nhiêu? Hay nhỉ. Nhìn đang đầy sức sống. Toàn chỗ đẹp. À lắm chỗ đẹp quá. Đây. Ra chỗ cây ổi quay. Giấy Mỹ. Mình xài. Đây vừa nãy hỏi cái ổi. 8.5-9 triệu. Vứt quái. Quái. Đây. Nguyệt quế mini. Quay cái ổ. Đào mini đẹp chưa các bạn, nó rất mập. Đào thế đây.
xương rồng. Chết rồi, mua gì anh? Vấn đề này bệ bệt kì. Con này đang giá là bao nhiêu anh? Anh đây. Giá thế này bao nhiêu? Hợp lý thôi mà, 8 triệu. 8 triệu. Đẹp đấy. Thất thốn. Dịt dầm nó lại.